Cuộc sống ngày nay ngày càng phát triển với bộn bề lo toan, đôi khi chúng ta đã quên mất câu chuyện thần tiên của cuộc đời mình. Các cô bé đều muốn chìm đắm trong những chiếc váy công chúa lung linh, kiêu sa, lấp lánh mà ai nhìn cũng phải trầm trồ, ganh tị. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy không còn nữa. Chúng ta đánh mất đi sự mộng mơ của những cô công chúa bé nhỏ. Our everyday life may have made us forget about our fairy tales as when we were kids. For the girls who would love to dress themselves in sparkling and lovely princess dresses, now it's all gone. Vì thế, Huy Trần đã sáng tạo ra bộ sưu tập Cinderella. Qua đó, với mong muốn đưa chúng ta trở về thế giới cổ tích, nơi mà các thiên thần nhỏ của chúng ta là những nàng công chúa đẹp đẽ sẽ thay chúng ta hoàn thiện những giấc mơ còn dang dở. And that's the reason why designer Huy Trần created Cinderella collection, hopefully to bring all of us back into the fairy world where our little angels can become princesses and fulfill our childhood dreams. Bộ sưu tập Cinderella được nhà thiết kế Huy Trần sử dụng chất liệu lưới và taffeta với phong dáng xòe là chủ đạo, đường cắt cúp tinh tế cùng với cách đính kết và xử lý chất liệu tinh xảo trên bề mặt vải. Màu sắc chủ đạo của tông màu pastel như trắng, hồng, cam, xanh nhạt và xám, tất cả tạo nên một tổng thể đầy ngọt ngào và cổ tích. The Cinderella collection used mesh material and taffeta with a leading volume shape, delicate cut lines along the way to attach and handle delicate materials on the fabric surface. The main color of the pastel tones are white, pink, orange, light blue, and gray. All together bring us a world full of sweetness and fairy.